Xin chào cả nhà, đây là thùng thảo mộc nam gia truyền đặc trị xương khớp và gút. Còn đây là thùng tinh dầu dạ thảo liên cả nhà nhá. Các sản phẩm của công ty dạ thảo liên, tất cả sản phẩm đều rõ nguồn gốc xuất xứ, chuẩn chất lượng. Và đặc biệt là tinh dầu răng miệng dạ thảo liên và an nhi, trong mùa dịch thì rất là hot luôn cả nhà. Rất là nhiều gia đình bị F0 và điều trị khỏi được cả nhà. Nếu chúng ta thấy mà những dấu hiệu đầu tiên thì chúng ta nên xông khò, xúc họng bằng tinh dầu để chúng ta điều trị khỏi nha cả nhà. Và những ai mà chưa có biết cách làm thì mời gửi inbox em Hạnh để hướng dẫn nhé. Trong video của em Hạnh, ai mà xem video mà đang muốn sử dụng trải nghiệm sản phẩm và cùng lan tỏa với em Hạnh thì inbox em Hạnh luôn nha. Đây là sản phẩm mà đang được bán rất là chạy cả nhà, mọi người có nhu cầu sử dụng rất là cao luôn, và giúp được rất là nhiều người chữa khỏi các bệnh về xương khớp này, các bệnh về răng miệng, viêm xoang này, đó, tất cả các bệnh về đường hô hấp, tai mũi họng luôn cả nhà. Đó, đây là sản phẩm mà được rất là nhiều người sử dụng và hiện tại đang được rất là nhiều bạn phân phối, vừa có thể là giúp chúng ta tăng thu nhập cao và vừa giúp mọi người hạn chế được sử dụng thuốc kháng sinh rất là tốt và hiệu quả. Mọi người ai mà đang quan tâm đến sản phẩm để kinh doanh online, hoặc mọi người đang tìm công việc để kinh doanh, hay là muốn khởi nghiệp kinh doanh online thì inbox em Hạnh nhé. Em Hạnh tư vấn cho mọi người rất là kỹ ha, và có Zoom đào tạo chuyên sâu bài bản. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Chúc mọi người ngày mới tốt lành, rất hân hạnh được phục vụ mọi người ạ.